Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng quay trở lại kênh Tiếng Anh TV để chúng ta cùng khám phá cái phần mềm Future.vn, một phần mềm hết sức mạnh mẽ dành cho tất cả mọi người. Và trên màn hình của chúng ta ở đây đó là cái phần mềm Future.vn. Cái phần mềm này là phần mềm tiếng Anh của Singapore mới du nhập vào Việt Nam. Chính vì thế mà nó được rất nhiều các bạn trẻ, các bạn học sinh, sinh viên vô cùng yêu thích. Đây là bộ phần mềm tiếng Anh tổng hợp, nó bao gồm khá nhiều những khóa học. Nó có hơn 20 khóa học tiếng Anh với hơn 2.000 bài giảng cho mọi lứa tuổi, có đầy đủ chương trình tiếng Anh và dành cho trẻ em, tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh cho người dùng, tiếng Anh dành cho người đi làm. Nó là cái giáo trình chuẩn quốc tế với hệ thống giáo dục thông minh, đa dạng, liên tục được cập nhật với những bài học thông minh dễ hiểu. Và với phần mềm này thì chúng ta có thể học được mọi lúc mọi nơi, học 24/24, đặc biệt là đối với những gia đình nào mà có từ 2 đến 3 bạn nhỏ thì nó vô cùng tiết kiệm, bởi vì chúng ta có thể học chung được. Chúng ta học bất kỳ lúc nào, thay nhau học, chúng ta không phải đến trung tâm. Điểm mạnh thứ tư của cái chương trình này, nó là phù hợp với mọi đối tượng, từ 4 đến 15 tuổi. Các em học sinh phổ thông, sinh viên, người đi làm. Và đặc biệt là đối với lại tiếng Anh cơ bản cho những người mất gốc, có thể giao tiếp, phát âm, hoặc có thể làm ngữ pháp và rèn luyện từ vựng. Với lại đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp với hơn 10 giáo viên, gồm cả giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam từ các trường đại học hàng đầu. Và điều rất chú ý ở đây đó là học phí vô cùng tiết kiệm. Nếu mà tính ra nó chỉ độ khoảng hơn 2.000 một ngày thôi. Nó rất tiết kiệm. Chính vì thế mà nó phù hợp với lại rất nhiều gia đình. Những cái phần mềm khác thì nó chỉ có rèn luyện nguyên về phát âm, hoặc là nguyên về tiếng Anh trẻ em, hoặc là nguyên về ngữ pháp. Nhưng phần mềm này nó là bộ combo toàn bộ, tổng hợp tất cả các kỹ năng ở đây. Cho nên là phần mềm này nó đang trở nên hết sức mạnh mẽ và là phần mềm mạnh nhất hiện nay trong cái phần rèn luyện tiếng Anh dành cho mọi người. Nên mình xin giới thiệu cho các bạn như vậy. Để cài đặt phần mềm này thì nó cũng rất là dễ. Các bạn chỉ cần liên hệ với mình qua đường link hoặc Zalo mình để ở dưới phần mô tả. Mình sẽ trực tiếp cài đặt cho các bạn. Các bạn ngồi nhà không cần phải đi đến đâu cả. Chúng ta đã có được cái bộ phần mềm này để chúng ta tự học. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần bài học tiếng Anh dành cho những người hoàn toàn chưa biết gì về tiếng Anh hoặc những người mất gốc, thì chúng ta bắt đầu rèn luyện từ những cái bài học đầu tiên. Khi có được bộ phần mềm này rồi thì chúng ta vào cái hành trình tiếng Anh 66 ngày để chúng ta tự tin giao tiếp như người bản ngữ, thì chúng ta vào cái phần này. Đây là phần tiếng Anh dành cho những người hoàn toàn mất gốc và chưa biết gì. Chúng ta vào đây và nó có các lộ trình, các bài học. Bây giờ chúng ta vào đây để khám phá cái chương trình này như thế nào nhé. Đây, cái lộ trình học của tiếng Anh, phần mềm này nó có từng ngày một, ngày số 1, số 2, số 3. Và chúng ta cứ học theo lộ trình từng bài một, từng phần một, sau 66 ngày là chúng ta đã có một cái khả năng tiếng Anh tuyệt vời để chúng ta tiếp tục học, nâng cao lên. Và đây là phần hết sức quan trọng. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài số 1 này, chúng ta khám phá xem nó như thế nào nhé. Nó rèn luyện như thế nào nhé. This is a chair. This is a chair. Repeat. This is a chair. This is a book. This is a book. Repeat. This is a book. This is a book. This is a table.
This is a table. Repeat. This is a table. This is a table. This is a door. Repeat. This is a door. This is a door. This is a window. Repeat. This is a window. This is a window. Now you do it. This is a chair. This is a book. This is a window. When we ask a question, this and is change places. Is this a table? Repeat. Is this a table? Is this a table? Yes, this is a table. Repeat. Yes, this is a table. Is this a chair? Repeat. Is this a chair? Is this a chair? Yes, this is a chair. Repeat. Yes, this is a chair. Yes, this is a chair. Is this a book? Repeat. Is this a book? Is this a book? Yes, this is a book. Is this a door? Repeat. Is this a door? Is this a door? Yes, this is a door. Now you try. Is this
a door. Is this a table? Is this a chair? Very easy. One more thing. If you see a before a noun, it means that this noun is not a particular one. For example, my laptop has broken. I have to buy a new laptop. We talk not about a particular laptop, but about some other new laptop. Or another example. I wanted to be a banker when I was a kid. We're not talking about a particular banker. We're just talking about a job. Very important, do not drop A's from the sentence. Repeat everything I say. Very soon, you will understand how to use A. B. B. Is this a book, a chair, a table, a door, a window. Yes. Is this a book? Yes, this is a book. Is this a chair? Yes, this is a chair. Is this a table? Yes, this is a table. Is this a door? Yes, this is a door. Is this a window? Yes, this is a window. A cell phone, a tablet, a laptop,
a laptop, a floor, a floor, a ceiling, a ceiling, or. Is this a cell phone? Yes, this is a cell phone. Is this a tablet? Yes, this is a tablet. Is this a laptop? Yes, this is a laptop. Is this a floor? Yes, this is a floor. Is this a ceiling? Yes, this is a ceiling. Is this a cell phone or a tablet? This is a cell phone. Is this a tablet or a laptop? This is a laptop. Is this a floor or a ceiling? This is a floor. Is this a chair or a table? This is a chair. Is this a door or a window? This is a door. Is this a book or a tablet? This is a tablet. Is this a door or a laptop? This is a door. Is this a window or a chair? This is a chair. What? That. What is this? What is that? What is this? This is a book. What is that? That is a door. What is this? This is a chair. What is that? That is a window. Is that a window or a door? That is a door. Is this a book or a cell phone? This is a cell phone. Is this a cell phone or a laptop? This is a laptop. What is this? This is a tablet. What is that? That is a table.
Ok, cuối cùng chúng ta cũng đã trải nghiệm được cái phần tiếng Anh tự tin giao tiếp trôi chảy như người dân bản ngữ trong 66 ngày. Và cái đường link để liên hệ, mình nói lại là các bạn có thể xuống phần mô tả liên hệ với mình qua Facebook hoặc Zalo. Mình sẽ trực tiếp cài đặt cái phần mềm future.vn này cho các bạn. Các bạn chỉ cần ngồi nhà, không cần phải đi đến đâu. Chúng ta cũng đã có được sở hữu được cái bộ combo tiếng Anh hết sức tuyệt vời, hết sức mạnh mẽ và đang mới nhất hiện nay này. Cuối cùng mình xin chào và chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chân thành cảm ơn.